Sau trung thu, nhiệt độ giảm hẳn xuống, quốc khánh cũng nối gót tới ngay. Dù là khu thành phố cũ hay khu phát triển mới, đầu đầu cũng kéo quốc kỳ. Người dân gốc Bắc Kinh, đa phần đều rời xa Bắc Kinh, người sống ở tỉnh, đa số lại dồn về Bắc Kinh. Bước vào tháng 10, ở thủ đô đã có thể cảm nhận được hoàn toàn bốn chữ, thu sang mát mẻ. Không còn bầu không khí oi ả của mùa hè mà nhiều thêm cái trong trẻo của mùa thu miền nam hoa quế thơm miền bắc hoa cúc ngát nhưng dù là loài hoa nào đều rất phù hợp với những cửa hàng bán cua ghẹ treo tấm biển hồ dương trừng khách sạn skyline tung ra bữa tiệc toàn cua ghẹ cua con nào con nấy đều chắc nịch kể cả ăn thanh đạm thì mắt cũng chỉ toàn màu vàng của gạch chứ chưa kể đến thịt cua trắng ngọt và các món ăn khác làm từ gạch cua dương viễn toàn quyền phụ trách mọi hoạt động quản lý khách sạn skyline trong dịp quốc khánh Ngày nào anh ấy cũng bận túi bụi, thấy hạ chú là lập tức lườm nguyết rồi kể lể. Người ta hay bảo câu, trọng sắc khinh bạn, dùng để hình dung nữ giới. Nhưng anh thấy mang ra hình dung chồng em là rất thích hợp đấy. Công việc quản lý khách sạn Skyline tại khu vực Trung Quốc sở dĩ rơi vào đầu Dương Viễn là vì Lục Đông Thâm còn dành tâm sức giải quyết những việc riêng của mình. Ví dụ như quay về Lục Môn, hoặc ví dụ như chuyện kết hôn cuối năm. Hạ chú không biết Lục Đông Thâm đang bận rộn chuyện gì dĩ nhiên cô phải bảo vệ anh cũng chẳng quan tâm tới dương viễn anh cô đơn lẻ bóng mà cần nhiều thời gian nghỉ ngơi thế làm gì hả dương viễn tức nghiến răng nghiến lợi cái tay lục đông thâm đó sai bảo anh như gia súc ấy anh không cô đơn lẻ bóng mới lạ đó sau đó anh ấy lại hỏi cô với vẻ rất hóng hớt em thật sự sẽ theo lục đông thâm về lục môn sao thật ra hạ chú cũng rất tò mò tình hình của lục môn bèn hỏi dương viễn so với đầm rồng hang hổ thì thế nào Dương Viễn chân thành nói với cô: "Em yên tâm, tuyệt đối kích thích hơn cả đầm rồng hang hổ." Hạ chú nghe xong lại càng tuyệt vọng. Dương Viễn vỗ vai cô rất mạnh, rồi hào sảng nói: "Không sao, em là ai chứ? Em là tưởng ra gặp quỷ giết quỷ, gặp Phật hàng Phật. Tới lục môn gặp đám người nhà họ lục, thấy ai cứ díu ra díu rít em cứ rút con dao phần lan sáng loáng đó ra. Cùng lắm thì em còn viễn ca ca đây cơ mà." để tỏ lòng thành rằng anh đứng về phía em anh sẽ liệt kê cho em gia phả của nhà họ lục bảo đảm em có thể ung dung điềm tĩnh đối mặt với từng người một hạ chú hỏi anh làm sao mà ung dung điềm tĩnh khuôn mặt điển trai của dương viễn nở nụ cười quỷ quyệt em thấy ai ngứa mắt em pha chế một mùi hương cho hắn chết hạ chú mắng lại anh ấy một câu anh tưởng em toàn năng thật đấy à dương viễn hiếm khi trở nên nịnh nọt cô như vậy phải mà ở trong lòng anh em tồn tại như một vị thần tiên vậy đây đâu phải là phong cách của dương viễn bản chất của anh ấy là cho dù cô đã thành vợ chưa cưới của lục đông thâm thì anh ấy vẫn coi cô là người phụ nữ xấu xa có thể hại chết lục đông thâm bất cứ lúc nào đang dừng lại nhiệt tình sấn sổ sự việc bất thường ắt có vấn đề quả không sai dương viễn đê tiện nói anh ưng một cô gái em giúp anh pha chế một mùi hương nào đó mà khiến cô ấy yêu anh điên cuồng đi ấu chĩ hạ chú ném cho anh ấy hai chữ đó đồng thời chán ghét gạt bàn tay đang kéo áo dài của cô ra đây là chiếc áo dài cô đặt mới màu trắng thuần cổ tròn rất dịu dàng thân váy kiểu trung quốc dài tới tận bàn chân được làm chủ yếu bằng gấm và vải nhẹ mặc mùa này rất thoải mái trước kia cô có rất nhiều chiếc váy dạ hội được đặt làm riêng bây giờ cô lại có rất nhiều kiểu áo dài được đặt làm riêng cũng không biết vì trên dưới trong công ty đều coi cô là phu nhân tổng giám đốc tương lai hay vì cô thật sự có duyên thế nên đi tới đâu cũng có người khen chiếc áo dài trắng của cô đẹp hạ chú nghe mà mắt lòng mắt dạ cô thích nhất là nghe người khác khen ngợi mình buổi họp báo công bố sản phẩm nước hoa mới của thương hiệu hát tới khu vực trung quốc đại lục sẽ được tổ chức ngay sau dịp quốc khánh đây là thương hiệu nước hoa đầu tiên của thương hiệu Hát sau khi tiến vào thị trường châu Á, vì thế mà nhận được sự quan tâm rộng khắp. Đồng thời, trong buổi họp báo còn tuyên bố hình tượng người đại diện của thương hiệu Hát tại châu Á, sau thương xuyên, vấn đề hình tượng mới của thương hiệu Hát tại thị trường châu Á vẫn luôn là đề tài được mọi người bàn tán xôn xao. Thế nên trọng điểm của buổi họp báo cũng là vấn đề này. Lục Đông thâm họp hành suốt, cả thời gian buổi trưa cũng ngồi lì ở phòng họp. Không chỉ anh, toàn bộ những người trong dự án sản phẩm mới của thương hiệu hát cũng phải làm việc quên ăn quên ngủ. Hạ chú kiểm tra xong mẫu hương thì cũng đã qua 12 giờ. Cô đang định xuống căng tin công ty ăn tạm bữa trưa thì chuông di động vang lên. Là Trần Du gọi tới. Say khi nghe máy, hạ chú thấy đầu kia rất ồn ào bèn thở dài. Bạn Trần Nam Nam à, tôi biết là bây giờ tâm trạng của cô chỉ xoay quanh cậu chủ thai nhà cô, rảnh rỗi là lại té tới bệnh viện nhưng cô cũng không thể bỏ bê công việc không lo chứ cẩn thận tôi báo lại phòng hành chính trừ lương của cô đấy nếu là bình thường việc đầu tiên trần du nói chính bắt cô đừng gọi cô ấy trần nam nam nhưng hôm nay cô ấy không quan tâm được nhiều như thế nữa trong điện thoại cũng có vẻ sốt sắng hạ chú nghe xong sắc mặt sững lại năm phút sau hạ chú vội vội vàng vàng rời khỏi phòng làm việc khi cửa thang máy mở ra cô vừa hay nhìn thấy cảnh ninh từ trong đi ra thấy sắc mặt hạ chú rất lạ cảnh ninh chưa kịp hỏi cô có chuyện gì thì hạ chú đã nói lát nữa đông thâm họp xong cô bảo anh ấy gọi cho tôi nhé cảnh ninh vừa gật đầu hạ chú đã chui vội vào thang máy sao 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 thai quốc cường đã biến mất hôm nay trần du cùng thai nghiệp phàm tới bệnh viện chưa kịp tới phòng bệnh thì đã thấy các bác sĩ và y tá hốt hoảng hoang mang sau đó nghe thấy tiếng quát tháo của thai tử tân có lẽ trần du đã yêu ai yêu cả đường đi khi gọi điện cho hạ chú giọng cũng run rẩy bác sĩ nói bây giờ tình hình của ông ấy đã rất nguy kịch có thể mất mạng bất cứ lúc nào cô bảo đã bệnh nặng như vậy rồi còn có thể đi đâu chứ có phải bị ai đó bắt cóc rồi không thật ra khi hạ chú mới biết việc này suy nghĩ đầu tiên của cô là bị bắt cóc một người có thân phận như thai quốc cường gặp phải mấy chuyện này cũng không quá kỳ lạ nhưng trong nội tâm cô luôn có một cảm giác rất kỳ lạ giống như nó muốn nói với cô rằng chuyện này còn có ẩn tình khác trên xe cô lại hỏi han kỹ lương trần du về tình hình hiện tại trần du ngẫm nghĩ rồi nói hình như có nhìn thấy bóng dáng của ma nữ đó nhưng cũng chỉ thoáng qua không biết có phải tôi hoa mắt không nữa cho đến bây giờ trần du vẫn còn quen gọi nguyễn kỳ là ma nữ hạ chú cảm thấy trần du không hoa mắt cô có linh cảm người đó chính là nguyễn kỳ nguyễn kỳ không thể đưa thai quốc cường đi vậy thì mục đích cô ấy đến bệnh viện cũng chỉ là để thăm thai quốc cường vậy nên sự thoáng qua mà trần du nhắc tới chắc chắn là sau khi biết chuyện nguyễn kỳ cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh hạ chú nhìn phong cảnh chạy vùn vụt bên ngoài cửa xe ngẫm nghĩ thai quốc cường một khi bị bắt cóc thì đối phương có thể là ai có mục đích gì người được lợi là ai nếu không phải bị bắt cóc thì thai quốc cường có thể đi đâu bất chợt hạ chú nghĩ tới hành tung lần trước của thai quốc cường trong đầu lóe lên một tia sáng ngay sau đó chuông di động của cô lại kêu là nhiêu tôn địa điểm vừa chợt xuất hiện trong đầu cô giống với địa điểm mà nhiêu tôn báo trong điện thoại không hiểu sao trái tim cô bắt đầu đập những nhịp bất an bí bách căng thẳng sau khi kết thúc cuộc điện thoại có báo tài xế tới phủ thân vương chiếc xe quay đầu ngay chuyển hướng hạ chú càng nghĩ càng thấy bất an cô gọi điện thoại cho lục đông thâm nhưng không ai bắt máy cô lại gọi cho cảnh ninh không nghe cô ấy cũng không nghe điện thoại có lẽ đều đang bận họp cuối cùng cô gọi thẳng cho trợ lý julia nói với cô ấy bất luận thế nào cũng phải báo được với tổng giám đốc lục đến phủ thân vương một chuyến nếu không nói được với chính anh thì phải tìm cảnh ninh nhờ cảnh ninh chuyển lời Julia sợ hết hồn vì ngữ khí của cô, còn không dám thở mạnh. Rất lâu sau cô ấy mới hỏi cô, giám đốc hạ, chị cần em truyền đạt gì với tổng giám đốc lục à? Hạ chú cố gắng bình tĩnh lại rồi nói, bảo anh ấy rằng, có khả năng thai quốc cường đã gặp chuyện trong phủ thân vương rồi. Tương đương hết chương 290 tương đương. Mảnh đất phủ thân vương đã một lần nữa rầm rộ, náo nhiệt khởi công, đội công trình ồn ào từ đầu đường tới cuối ngõ phủ thân vương là nơi trọng điểm được khai thác và bảo vệ thế nên được quay riêng lại ngăn cách với những con đường khác được xây mới khi hạ chú tới phủ đệ ngoài lối vào nhỏ hẹp có chiếc xe đang đỗ là xe của nhiêu tôn cõi lòng cô rất nặng nề cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ban sáng vẫn còn trong lành bây giờ đã âm u hơn nhiều ở tận sâu đường chân trời dường như đang bị mây đen nút trọn tầng tầng lớp lớp đè xuống che chặt ánh sáng xung quanh toàn là vải tre các công trình kiến trúc chỉ có điều logo bên trên không còn của một mình hoa lực đây là sản nghiệp chung giữa hai công ty skyline và hoa lực việc phá cũ xây mới là xu thế tất yếu cho dù thai quốc cường lê lết cơ thể tàn tới đây thì đã sao những gì phải qua trung quy vẫn sẽ qua dù có hoài niệm hơn nữa cũng nhọc công vô ích gió thu nổi lên kéo theo vài phần hương thu ập đến hạ chú không có thời gian để u sầu buồn bã cô giáo bước đi vào phủ thân vương vương phủ vẫn yên ắng như mọi khi dường như cả tiếng nước suối róc rách cũng không còn nghe thấy nữa dọc đường đi trên cành cây cũng không thấy bóng con chim nào phía xa là những tiếng lọc cọc của đội xây dựng càng làm tôn lên cái trầm mặc bi thương của vương phủ rộng lớn này hạ chú hướng thẳng về phía mà nhiều tôn đã nhắc đến trong điện thoại cây cổ thụ đã từng được ngô trùng và nguyễn anh khắc lên đôi đồng tâm vừa rẽ vào đình viện, cô đã nhìn thấy bóng dáng nhiêu tôn. Anh đứng trước thân cây, bóng dáng thẳng tắp, ăn mặc có phần chỉnh tề, tuy rằng vẫn là chiếc sơ mi sáng, nhưng chỉ ít trên cánh tay vắt một chiếc áo vest ngoài đậm màu. Người anh cao, vai rộng, che đi một khoảng lớn khung cảnh trước cây. Tới khi hạ chú nghiêng người thay đổi góc nhìn, cô mới thấy rõ. Thái Quốc Cường ngồi dựa bên thân cây, đầu cúi thấp. Nguyễn Kỳ ngồi bệt dưới đất không hề nhúc nhích khi hạ chú tiến lên bấy giờ mới nhìn thấy thai Quốc cường hai mắt nhắm nghiền gục mặt xuống dường như không còn chút sinh khí nào nhưng khóe miệng ông ta vẫn hơi dớn lên giống như mỉm cười trong lòng là chiếc hộp gấm trái tim hạ chú như đập lỡ mốt nhịp cô nhìn chiếc hộp gấm đó ít nhiều cũng có thể đoán ra bên trong là gì sắc mặt nhiều tôn rất nặng nề như bị mây đen bao trùm sau khi thấy hạ chú đến anh liếc nhìn sau lưng cô thấy không có ai thì nhíu mày lục đông thâm đâu xảy ra chuyện lớn như vậy sao không thấy anh ta đến hạ chú chưa kịp nói gì nguyễn kỳ nghe thấy tiếng động đã quay đầu lại sau khi nhìn thấy cô cô ấy lục tục bỏ dậy lao tới trước mặt hạ chú níu chặt lấy cánh tay cô cô mau qua xem cho ông ấy đi ở khoảng cách gần hạ chú mới thấy rõ sắc mặt nguyễn kỳ trắng bệch tới kinh người giống như bị ai đó quét lên một lớp hồ vậy khiến cô bất giác nhơ tới người giấy lúc trước gọi hồn cho thương xuyên gấu tay áo của cô thấm máu là do nguyễn kỳ túm lấy mà máu trên tay nguyễn kỳ hạ chú quay qua nhìn một tay thai quốc cường nắm chặt chiếc hộp gấm một tay nắm chặt một lưỡi dao hơi hé mở lòng bàn tay đầy máu cô đi tới trước mặt thai quốc cường ngồi xổm xuống giơ tay kiểm tra hơi thở của ông ta sau đó ghé sát lại gần ông ta một chút tỉ mỉ quan sát một lượt chẳng bao lâu sau trái tim cô vì đập quá mạnh mà khó chịu thít chặt lại máu thấm lên hộp gấm hạ chú mở nó ra bên trong chỉ có túi thơm chính là chiếc túi cô tốn bao công sức mới làm ra được hạ chú đứng lên ánh mắt dừng lại trên thân cây ngoài đôi đồng tâm năm xưa khắc lên cây bây giờ lại có thêm một dòng chữ còn sống mãi tương tư chết như quay trở về từng nét đều dùng rất nhiều sức nét nào cũng sắc bén. Bấy giờ hạ chú mới hiểu lưỡi dao trong tay thai quốc cường được dùng để làm gì. Có lẽ là lưỡi dao ông ta tiện tay ăn cắp từ trong bệnh viện. Khi ông ta dùng sức khắc từng nét chữ lên thân cây, đầu kia của lưỡi dao cũng làm tổn thương bàn tay ông ta. Khắc bao nhiêu chữ thì mất bấy nhiêu máu. Còn sống quay trở về, nếu chết mãi tương tư. Nếu may mắn được sống, tôi nhất định sẽ quay trở về bên cạnh bà nếu không may chết đi, tôi cũng sẽ vĩnh viên nhớ đến bà. Thái Quốc Cường đã xử ý tứ của câu này và khắc lên cây. Còn sống mãi tương tư, chết như quay trở về, câu nói sau khi được sửa lại đã thể hiện được toàn bộ tâm tư của Ngô Trùng. Ở trong phòng bệnh, Ngô Trùng từng nói với Nguyễn Kỳ, con phải tin bố, bố thật sự đã đi tìm mẹ con, thật sự không biết thì ra bà ấy còn sống, còn sống, không thể thực hiện lời hứa trọn đời tuy rằng năm xưa vì lợi ích nhưng cũng đã chịu khổ sở tương tư nửa đời người chết mong có thể tìm được linh hồn bà để nói một câu tôi đến với bà đây nguyễn kỳ thấy hạ chú đứng im không nhúc nhích bèn sốt sắng tiến lên hỏi cô vì sao lại dừng tay cô hãy cứu ông ấy đi trước kia cô từng cứu được ông ấy mà tôi không cứu nổi ông ấy lòng hạ chú rất nặng nề ông ấy đã dùng hết sức lực còn lại của mình và qua đời rồi với tình trạng sức khỏe hiện thời của Ngô Trùng, cho dù là ở trong bệnh viện theo dõi sát sao liên tục cũng chưa chắc đã sống được lâu, huống hồ ông ta còn vất vả tới tận phủ thân vương. Ông ta biết rõ một mình rời khỏi bệnh viện sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn đến dưới gốc cây định tình của mình và Nguyễn Anh, nắm chặt túi thơm với mùi hương Nguyễn Anh thích. Nhất và qua đời, một con người thực sự chết đi, trên người sẽ không còn mùi hương và mùi cơ thể của người còn sống. Tuy rằng cô không cứu được ông ta, nhưng cô có thể ngửi thấy rất rõ. Mùi của người chết. Đây là thứ mùi mà dù là quá khứ hay hiện tại cô đều rất căm ghét và sợ hãi. Gương mặt hoảng hốt và bi thương của Nguyễn Kỳ đung đưa trước mặt, bên tai vẫn văng vẳng âm thanh của ngô trùng khi nắm chặt túi thơm trong tay, kích động nói, tìm thấy rồi, à anh, tôi tìm thấy rồi, Nguyễn Kỳ gần như loạn choạng, nhiều tôn tiến lên kéo cô ấy và nói, bố cô đã qua đời rồi cô bình tĩnh một chút nguyễn kỳ hất tay nhiêu tôn ra xoay ngược lại nắm chặt tay hạ chú gần như quỳ xuống bên cạnh cô sao cô có thể không cứu được ông ta cô là hạ chú là tưởng lý là bậc thầy mùi hương là gia của thương lăng ở thương lăng có biết bao nhiêu người bị bác sĩ tuyên án tử cô đều cứu sống được họ hạ chú tôi cầu xin cô cầu xin cô hãy cứu ông ta ông ta không thể chết được không thể cuối cùng cô ấy gần như nấc lên thành tiếng, hai tay vẫn níu chặt cánh tay hạ chú, cúi gục đầu xuống. Nhiều tôn không nhìn nổi nữa, muốn kéo Nguyễn Kỳ dậy. Hạ chú khẽ lắc đầu với Nhiêu tôn, Nhiêu tôn cũng không miễn cưỡng nữa. Hạ chú nhìn Nguyễn Kỳ gần như quỳ mọp bên cạnh mình, trong lòng dâng lên nỗi đau khổng lồ. Cô không phải toàn năng, cô là bậc thầy mùi hương, là da của thương lăng, nhưng cô vẫn phải dương mắt nhìn bố mẹ nuôi tắt thở, nhìn tả thời gặp nạn nhìn vị gia thật sự của thương lăng chết trước mặt mình cô không cứu được họ cô không phải thần bây giờ việc duy nhất cô có thể làm chính là trở thành chỗ dựa sức mạnh duy nhất của nguyễn kỳ mặc cho cô ấy khóc lóc đau đớn ai nói huyết thống không phải thứ kỳ diệu nếu nguyễn kỳ không biết thai quốc cường trước mắt chính là ngô trùng thì giây phút nhìn thấy ông ta tắt thở cô ấy sẽ thoải mái sẽ nhẹ gánh nhưng ông ta lại chính là ngô trùng bố đẻ của cô ấy. Cho dù ông ta bỏ rơi họ, cho dù đến chết cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của ông ta thì chung quy ông ta vẫn là bố của cô ấy, là người thân duy nhất của cô ấy trên đời này. Sao cô ấy có thể dửng dưng như không? Nguyễn Kỳ khóc lóc nói, tôi còn chưa tha thứ cho ông ta đâu, sao ông ta có thể chết chứ? Sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Hạ chú nghe xong câu này mà sống mũi cũng cay xè không phải không tha thứ chỉ là không biết tha thứ rồi sẽ phải đối mặt thế nào so với việc nói cô ấy căm hận ngô trùng thà nói rằng cô ấy căm hận tạo hóa trêu ngươi có lúc cô nghĩ số phận của mình quá đỗi bất hạnh đứng từ xa nhìn thấy người khác toàn được hạnh phúc nhưng trên đời này liệu được mấy ai có thể thực sự được như ý nguyện con người có bi hoan ly hợp chăng có lúc tròn lúc huyết e là chỉ cần sống trên đời ai rồi cũng phải trải qua khổ đau mà thôi. Nhân lúc nhiều tôn kéo Nguyễn Kỳ sang một bên an ủi, hạ chú đè nén cảm giác bí bách nơi lồng ngực xuống, lại gọi điện thoại cho lục đông thăm, nhưng vẫn không ai bắt máy. Xem ra họ vẫn đang ở trong phòng họp. Thường khi tổ chức những buổi họp quan trọng hoặc các buổi họp với hội đồng quản trị lục môn, sẽ xuất hiện tình trạng tín hiệu chập chờn. Đây là hành vi can thiệp cố ý, mục đích chính là ngăn ngừa việc tiết lộ các thông tin thương mại cô gọi cho cảnh ninh cảnh ninh vẫn không bắt máy cuối cùng cô gọi cho julia đồ kia cũng bận bù đầu sau khi nghe thấy hạ chú hỏi julia nói tổng giám đốc lục đang họp tôi đã gọi cho trợ lý cảnh rồi trợ lý cảnh nói sẽ thông báo cho tổng giám đốc lục hạ chú nghe xong không biết nên cảm thấy yên tâm hay không yên tâm nữa nếu cảnh ninh đã biết thì lục đông thâm có lẽ sẽ biết rất nhanh nhưng vì sao vẫn không gọi được cho anh Cô lại dặn dò Julia tới phòng họp xem sao. Nếu Tổng Giám Đốc Lục vẫn còn ở phòng họp thì bất luận thế nào cũng phải xông vào. Julia vừa nghe xong câu này giật mình tới nỗi suýt hồn bay phách tán, sắp khóc tới nơi. Giám Đốc Hạ, chị đang làm khó em sao? Với vị trí hiện tại của em, hoàn toàn không thể lên được tầng có phòng họp, gặp được trợ lý cảnh đã là khá lắm rồi. Hạ chú nghiến răng, em cứ nói với thư ký rằng, Tổng Giám Đốc Phu Nhân gặp chuyện xem người nào dám cản sau khi kết thúc cuộc điện thoại trái tim hạ chú đập rất dữ dội cũng rất hoang mang nhiều tôn tiến lên hỏi khi nào lục đông thâm tới kịp hạ chú ngẫm nghĩ một lúc đành phải nói thật với anh rằng vẫn chưa liên lạc được với lục đông thâm sắc mặt nhiều tôn rất khó coi anh hạ thấp giọng nói thay quốc cường mất ở phủ thân vương là chuyện lớn mảnh đất này hiện giờ là nơi khai thác chung của hai công ty anh ta phải ra mặt để bàn bạc một chút cho dù anh ta không ra mặt cũng phải thống nhất lý do với hoa lực mới được anh ấy sẽ đến thôi hạ chú nói chắc chắn rồi hỏi báo cảnh sát chưa nhiều tôn nói chuyện này bắt buộc phải báo cảnh sát anh đang lo phía người nhà họ thai anh vừa dứt lời thì chuông di động đã kêu lên anh bắt máy nghe được câu đầu sắc mặt đã hơi cứng lại anh bỏ di động xuống nói với hạ chú em rời khỏi phủ thân vương trước đã hạ chú ngước mắt nhìn anh người nhà họ thai tìm đến rồi nhắc tới tào tháo là tào tháo có mặt nhiêu tôn không quá bất ngờ họ nghĩ ra được thai quốc cường sẽ tới phủ thân vương thì người nhà họ thai sao lại không nghĩ ra để tránh những phiền phức không đáng có em tránh mặt đi đã có tình hình gì anh sẽ lập tức báo cho em hạ chú hiểu nỗi lo của nhiêu tôn tuy rằng thai quốc cường chết tự nhiên nhưng nếu cô dính líu vào chuyện này thì những lời đồn đại bên ngoài sẽ lệch hướng cô gật đầu như tôn bảo cô đi ra ngoài từ cánh cửa nhỏ khu thi công đằng sau tránh bắt gặp người nhà họ thai cô vừa ra khỏi cửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của thai tử tân trái tim đột ngột thắt lại khi tới đây hạ chú không lái xe cô vòng từ phố nhỏ ra đầu đường giơ tay bắt một chiếc taxi sau khi ngồi vào trong xe từ xa cô đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu từ xa tới gần chẳng mấy chốc nó đã đi lướt qua chiếc taxi của cô người tài xế thò đầu ra nhìn rồi nói một câu trời chưa biết chừng có án mạng đấy hạ chú nghe mà giật mình người tài xế lại tự nói chuyện một mình ngay phía trước kia là phủ thân vương mảnh đất đó đang thi công trước kia đã có một người tên thương xuyên chết ở đó bây giờ mà có công nhân nào thiệt mạng thì đúng là ứng với lời nguyền quỷ ám rồi hạ chú đè nén sự bất an nói một câu bác tài bác cứ đi đi đã dạ vâng khi chiếc xe rẽ ra khỏi phạm vi phủ thân vương cuối cùng hạ chú cũng nhận được điện thoại của lục đông thăm gần như mới kêu nửa hồi chuông cô đã bắt máy ngay muốn hỏi anh đang ở đầu muốn hỏi chuyện này phải giải quyết thế nào tất cả những lời đó đều nghẹn lại trong cổ họng ngược lại lục đông thâm lên tiếng trước bé con anh đang khẩn trương tới phủ thân vương nếu em vẫn còn đang ở trong đó thì đi ngay suy nghĩ của anh và nhiêu tôn là thống nhất hạ chú báo cho anh biết mình đã rời khỏi phủ thân vương rồi lục đông thâm nói một tiếng tốt sau đó nói tiếp em cứ tạm về nhà hoặc tới chỗ nào đó đợi anh ra khỏi phủ anh sẽ liên lạc với em hạ chú gật đầu ý thức được anh không nhìn thấy cô mới lên tiếng đáp được Đầu kia ngắt máy, xem ra anh cũng đang rất vội. Tuy chỉ có vậy nhưng cuối cùng hạ chú cũng giống như đã nuốt xuống được ngụm khí cứ lửng lơ trên cổ họng, ít nhiều có thể an tâm hơn một chút. Chỉ cần Lục Đông Thâm tới kịp là được. Lỡ như anh Trần Trừ không tới được thì nhất định sẽ xuất hiện cả đống phiền phức. Hạ chú tựa vào ghế, nhất thời cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, cho dù chỉ giơ cánh tay lên cũng khó khăn. Tài xế hỏi cô đi đâu? cô nghĩ rất lâu cũng không muốn phải đi đâu chỉ nói một câu anh cứ lái đi đã chiếc xe tiến thẳng bầu không khí nhộn nhịp của quốc khánh xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ dù ở bất kỳ đâu cũng có bóng dáng khách du lịch tài xế bắc kinh nhiệt tình hiếu khách thích nhất là trò chuyện với khách khi đang đi xe nói chuyện trên trời dưới b bất kể chuyện gì có lẽ đã coi hạ chú là khách du lịch tới bắc kinh chơi người tài xế lên tiếng hỏi cô đã đi được những đâu rồi đồng thời giới thiệu cho cô một vài chỗ chơi thú vị hạ chú đang đầy tâm sự cũng không đáp lại người tài xế anh ta cũng biết điều im lặng bật radio lên bên trong đang thông báo tình hình giao thông phía trước sau đó thi thoảng lại xen ngang việc thông báo chỗ nào có tai nạn giao thông cuối họ chuyển sang bật nhạc là một bản nhạc du dương cũng khá xưa cũ rồi Hồng Đậu sinh nơi phương Nam đã là chuyện rất xa vời tương tư có là gì đâu đã sớm chẳng còn ai để ý. Rất muốn đi thơ của cô nhất, muốn khinh thường thứ gọi là tương tư giữ mãi lấy tình yêu sợ người ta chê cười còn sợ người nhìn thấu xuân lại đến. Hồng Đậu lại nở nhưng đâu còn người có tình đến hái. Sao sao bài tương tư của Mao A mẫn nhạc phim Hậu Tây Du ký. Hạ chú nhìn ra ngoài cửa sổ, từng câu từng chữ của bài hát vọng vào tai trái tim của cô bỗng càng lúc càng rất khó chịu cô đè chặt tay lên ngực câu nói thai quốc cường khắc lên cây không ngừng đung đưa trước mặt cô sau đó tiếng khóc của nguyễn kỳ cô là da của thương lăng mà vì sao không cứu sống được ông ấy rồi dường như cô lại nhìn thấy thai quốc cường tay nắm chặt túi hương vui mừng như một đứa trẻ à anh tôi tìm thấy rồi cô bảo người tài xế dừng xe người tài xế quay đầu nhìn cô bấy giờ mới nhìn thấy vết máu lốm đốm trên cổ tay trắng của cô người ấy giật mình vội hỏi cô gái cô bị thương sao hạ chú cúi đầu nhìn xuống người máu đã chuyển sang đỏ sậm không còn đỏ tươi nữa giống như một sinh mạng tàn lụi cũng đã tàn lụi rồi cô lắc đầu trả tiền rồi hoang mang bước xuống xe cô chọn một bậc thềm ngồi xuống trái tim cô tắc nghẹn lại gần như không thở nổi cô không biết mình đang bi thương chuyện gì chỉ là vô cùng áp lực và nặng nề thai quốc cường đã dùng cách thức này để gặp nguyễn anh để bù đắp những sai lầm đã phạm phải thật ra bình thường cô cực kỳ căm hận loại người này nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thương cho một đôi tình nhân âm dương cách biệt như vậy hơn xung quanh thi thoảng có người lại qua lần lượt quay đầu lại nhìn một cô gái phong độ mặc chiếc áo dài trắng nhưng lại bàng hoàng bất lực ngồi trên bậc thềm cổ tay lại có những dấu vết lốm đốm, sắc mặt cô còn trắng bệch, nhưng vẫn xinh đẹp, tuấn tú khiến người ta chú ý. Sắc trời sầm sì không chút ánh sáng, rơi vào mắt cô, giống như bi thương chảy ngược thành sông. Tương đương hết chương 291 tương đương. Khi đường chân trời sắp chìm vào bóng tối thì lục đông thâm gọi điện đến. Lúc nhận điện thoại, hạ chú có vẻ rất yếu ớt, lục đông thâm hỏi cô đang ở đâu, cô mệt mỏi cho biết đang ở nhà. Cô ngồi trên bậc thêm đó đến khi chân tê như, cuối cùng mới phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn mình có phần không bình thường, cuối cùng cô trở về nhà. Sau khi về nhà, chút sức lực gắng gượng cuối cùng của cô cũng không còn nữa. Cô nằm bệt trên sofa không muốn nhúc nhích, cho tới khi lục đông thâm gọi điện đến. Khoảng nửa tiếng sau, anh trở về. Đặt cặp công vụ xuống, anh thay giày trước cửa, sau khi vào phòng khách thì nhìn thấy hạ chú nằm đó trong lòng ôm một chiếc gối. Thất anh quay về cô cũng không động đậy, cứ thế dương mắt nhìn anh. Việc đầu tiên của Lục Đông Thâm khi vào nhà là rửa tay, nếu chỉ quay về tạm rồi trở lại công ty hoặc đi tiếp khách, anh sẽ không thay quần áo. Hạ chú nhìn thấy khi ra anh đã thay đồ ngủ, nên biết anh sẽ không đi nữa. Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh sofa, hỏi cô có chuyện gì. Cô nói không thoải mái anh bèn giơ tay sờ lên chán cô, không nóng. Cô kéo tay anh ra, nhưng nắm chặt lấy và nói, em không sốt, chỉ là trong lòng không thoải mái, rất khó chịu. Lục đông thâm im lặng đan tay mình vào tay cô. Giải quyết thế nào rồi? Cô hỏi. Người nhà họ thai tới đưa thi thể đi, anh và Nhiêu Tôn tới cục cảnh sát một chuyến. Lục đông thâm sắc mặt bình thản. Chuyện này dính líu tới cả ba công ty. Cho dù phía anh và Nhiêu Tôn muốn dìm nó xuống thì cũng phải xem ý nhà họ thai ra sao Nghe xong, hạ chú ngồi dậy, thai quốc cường chết tự nhiên, không có chuyện mưu sát hay tự sát, không cần phải giấu bên ngoài chuyện này đúng không? Hơn nữa, cũng chẳng thể giấu mãi được Anh không có ý giấu giếm, chỉ là không muốn để chuyện này phát triển quá nhanh Xét về nguyên nhân cái chết của thai quốc cường mà nói, Skyline và Hoa Lực đích thực không có chút quan hệ gì nhưng vấn đề là, bây giờ phủ thân vương không thể có thêm một thông tin tiêu cực nào. Dù sao thì cả hai công ty cũng đang đồng thời khai thác. Lục Đông Thâm suy nghĩ thấu đáo. Thế nên, trước mắt anh và Nhiêu Tôn đang thỏa thuận với nhà họ thai, giấu đi vị trí tử vong của thai quốc cường, nói với bên ngoài là chết tại bệnh viện. Hạ chú ngẫm nghĩ dây lát, có lẽ nhà họ thai sẽ không phản đối đâu dù sao thì việc thai quốc cường chết trong phủ thân vương là phiền phức nhà họ mang tới cho skyline và hoa lực hơn nữa trước khi chết thai quốc cường lại chạy đến phủ thân vương chuyện này mà để bên ngoài biết cũng không hay mọi người sẽ lại có những câu chuyện tầm phào ngồi đàm tiếu lục đông thâm khen ngợi vỗ đầu cô đầu óc cũng đủ dùng rồi đấy hạ chú nghe xong liền biết ngay suy nghĩ của mình cũng là suy nghĩ của người nhà họ thai xem ra ba bên đã đi đến được thống nhất là thai tử tân ra mặt bàn bạc với hai anh sao lục đông thâm gật đầu bây giờ người trụ cột cho nhà thai cũng chỉ còn thai tử tân thôi cô ấy cũng rất hiểu lý lẽ biết chuyện gì nên khéo léo cho dù năm xưa cô ấy hận anh thay lòng đổi giả nhưng bây giờ cũng phải nhìn vào thế lực của nhiêu tôn mà nhường lại một bước dẫu sao thì sau lưng hoa lực còn là chính trị lục đông thâm nghe xong nhướng mày thay lòng đổi giả hạ chú ôm lấy cổ anh, nằm dạp trong lòng anh như người không xương vậy. Cô ngẩng đầu lên, em chỉ ví dụ một câu đơn giản thôi, đại ý có nghĩa là người ta đại nhân không chấp với tiểu nhân. Càng nói càng chẳng ra sao, lục đông thâm cũng không kiên rè, ngoài một số thủ đoạn tiểu nhân để có được em ra, anh còn tiểu nhân khi nào nữa chứ? Hạ chú nhìn anh, tập trung tinh thần. Cô nhìn đến nỗi lục đông thâm toát mồ hôi lạnh, nhìn lại cô với vẻ mặt cảnh giác. Hạ chú nhìn anh một lúc lâu rồi cảm khái. Anh bảo anh đẹp trai như thế này. Có phải có rất nhiều cô gái chỉ mong được anh, lang nhục, không? Một câu nói khiến lục đông thâm á khẩu. Anh cứ nghĩ cô đang đâm chiêu chuyện gì rất nghiêm túc. Không ngờ lại bật ra một câu không đầu không cuối như vậy. Anh khó xử nói. Anh không có sở thích này. Hạ chú thở dài nặng nề. Tiếng thở dài này rơi vào tai lục đông thâm lại là một chuyện vô lý vô cớ khác anh cảm thấy với tính khí của cô chắc chắn sẽ cùng anh nói lăng nhăng tới cùng ví dụ như nhớ lại lần anh cố gắng lôi cô vào trong phòng ngủ mong đạt được mục đích lăng nhục hạ chú lại nép vào lòng anh anh bảo nguyễn anh tương tư một người đàn ông cả đời phần tình cảm này phải sâu nặng đến mức nào lẽ nào những năm đó bà ấy không gặp được ai tốt hơn ngô trùng sao bà ấy cứ cố chấp với ngô trùng vì điều gì chứ tuấn tú hay là chu đáo biết rõ là một chuyện tình yêu mình, vậy mà vẫn không buông bỏ được. Lục Đông thâm ôm cô, tựa cầm lên đỉnh đầu cô, ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ là lời hứa chăng, lời hứa tình yêu. Trên đời này có biết bao nhiêu người, nhưng sau khi em dốc hết trái tim để yêu một người thì sẽ không còn muốn một ai khác nữa. Hạ chú ngẩng mặt lên nhìn anh. Lục Đông thâm cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Trung Quốc có một câu nói chính là, nhược thủy ba ngàn thước, chỉ cần một gáo nước anh cũng sẽ như thế sao hạ chú hỏi nếu chúng ta chia xa anh cũng sẽ mãi mãi nhớ em mong em chứ anh sẽ nhớ em mong em ngữ khí của lục đông thâm rất trịnh trọng nhưng chúng ta sẽ không chia xa hạ chú lại nhìn anh không nói em cảm động đến câm nín rồi đấy à lục đông thâm bật cười nhìn cô hạ chú không hùa theo anh em đang nghĩ lần này thật sự sẽ không có gì nguy hiểm chứ lần này tới lượt lục đông thâm im lặng anh véo mũi cô nha đầu này sao hôm nay em nói chuyện chẳng có tí logic nào vậy dâu ông nọ cắm cằm bạc kia hạ chú kinh ngạc câu này mà anh cũng biết sao em xem em xem đi lục đông thâm nhướng mày hạ chú vội nói thôi quay về chuyện chính lần này thái độ của người nhà họ thái thống nhất một cách bất ngờ nằm ngoài dự liệu của anh thai tử tân thì hiểu chuyện rõ rồi có thể nghĩ thông suốt những lợi hại thiệt hơn anh không quá ngạc nhiên nhưng thai nghiệp dương làm việc rất cực đoan lại có thể thỏa hiệp nhanh với thai tử tân như vậy thật là khó hiểu lục đông thâm đưa ra lo lắng một khi thai quốc cường chết giá cổ phiếu của cả tập đoàn trường thịnh nhất định sẽ bị ảnh hưởng nếu anh là thai nghiệp dương muốn ổn định lại giá cổ phiếu một lá có tin tức tốt nhanh chóng truyền ra hai là phải chuyển hướng mâu thuẫn rõ ràng khiến mâu thuẫn một lần nữa dính líu tới phủ thân vương là chuyện vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực hạ chú sửng sốt vậy phải làm sao lục đông thâm nói đơn giản dễ thôi binh đến nước chặn gặp chuyện nào giải quyết chuyện ấy hành sự tại nhân hạ chú nghe ấy như vậy quả thực khâm phục hiệu suất làm việc của anh và nhiêu tôn xem ra họ không chỉ đạt được thỏa thuận với người nhà họ thai mà ngay cả tình huống khi bị nhà họ thai quay ngược lại cắn càn họ cũng đã sớm bàn bạc đối sách bỗng nhiên cô cảm ấy thật ra phong cách làm việc của họ rất giống nhau cũng rất hợp nhau đấy chứ phía cảnh ninh nói thế nào chuyện này hạ chú không hề quên lục đông thâm nói hôm nay công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn cảnh ninh quên mất cô ấy cũng xin lỗi vì sơ suất này cô ấy là trợ lý hành chính của anh có nhiều việc vặt hơn nữa cũng phải nhớ chứ hơn nữa Julia còn tới tìm cô ấy, cô ấy nên biết rõ đây là việc lớn, sao có thể quên. Hạ chú nghi vấn. Lục đông thăm nhìn cô, cảnh ninh chỉ nói có gặp em ở thang máy. Còn về Julia, cô ấy nói lúc sau không nhận được thông báo của bất kỳ ai. Hạ chú run lên, sao cơ, tương đương hết chương 292 tương đương. Hôm sau, tin tức thai quốc cường lâm bệnh qua đời đã được lan truyền ra ngoài dù sao cũng là một đời ông lớn trong kinh doanh, sự ra đi của ông ta cũng tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ cho giới thương trường. Tuy rằng trong năm nay có không ít những câu chuyện bên lề liên quan tới trường thịnh, nhưng đều không nóng hổi và bất ngờ bằng tin tức thai quốc cường từ trần. Người chèo lái con tàu trường thịnh đã không còn, những đối tác đang hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác làm ăn dĩ nhiên cũng sẽ có sự tính toán lại. Thai tử tân làm việc dứt khoát, lập tức tuyên bố thời gian tổ chức buổi họp báo công khai dáng vẻ như đã trở thành người trụ cột mà ngay buổi chiều hôm đó có phóng viên đã vây lấy chặn đường thai nghiệp phàm trong lúc hỏi về tình hình hiện tại của trường thịnh họ cũng đề cập tới cả việc ngô trùng ban đầu thai nghiệp phàm còn tỏ ra khách khí nói rằng trước mắt chỉ muốn để bố mình được yên nghỉ nhưng khi nghe câu nói của phóng viên đáng lẽ hai người phải mang họ ngô mới đúng phải không Câu nói này đã thực sự chọc giận thai nghiệp phàm, lập tức vung nắm đấm. Thế nên, suốt cả ngày trời, khắp trường thịnh đều ồn ào náo nhiệt, từ tin tức thai quốc cường qua đời, sau đó lại tới tin cậu ấm văn rốt võ rát thai nghiệp phàm ra tay đánh bị thương người ta. Về địa điểm tử vong của thai quốc cường, thai tử tân đã giữ đúng lời hứa, không nói với bên ngoài là tại phủ thân vương. Nhưng có tay phóng viên thần thông quảng đại nào đó hình như nghe được ít tin phong thanh, từ đầu tới cuối vẫn kiên trì cố gắng có được quan hệ giành được tin tức đầu tiên trước khi người nhà họ thai triệu tập buổi họp báo cảnh ninh bị nhận hình phạt trừ tiền thưởng nửa năm và tiền lương tháng đó đồng thời thông báo khắp tập đoàn lục môn về việc phê bình một lần đây được coi là hình thức phạt rất nghiêm trọng đối với nhân viên nghiêm trọng nhất là đuổi việc tiền thưởng và tiền lương thì còn dễ dẫu sao thì ngồi ở vị trí của cảnh ninh cũng không thiếu gì tiền nhưng việc thông báo phê bình thì khác đó thuộc về hình thức ghi sổ hơn nữa còn là tập đoàn lục môn coi như đã có một vết bẩn trong sự nghiệp công việc cho dù rời khỏi lục môn vết bẩn này cũng sẽ luôn đi theo mình đích thân lục đông thâm đưa ra hình thức xử phạt cảnh ninh thừa nhận mình vì quá bận rộn công việc mà quên không báo cáo nhưng từ đầu đến cuối cô ấy không thừa nhận chuyện julia đã nhắc lại với mình đồng thời nói nếu Julia đến tìm cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ vì biết tình thế cấp bách mà lập tức báo lại. Thế nên, lần này người bị phạt không chỉ có cảnh ninh, còn có cả Julia, do giám đốc phòng hành chính trực tiếp đưa ra thông. Báo xử phạt chỉ có điều gì chức vụ của Julia còn thấp nên không có thông báo phê bình mà chỉ trừ lương thưởng nửa năm. Nguyên do là vì lúc đó khi Julia đi tìm cảnh ninh nói chuyện, xung quanh không có ai chứng kiến, hay là không có camera thế nên, không có chứng cứ chứng minh Julia đã truyền đạt thông tin. Đối với việc này, Julia tỏ ra vô cùng ấm ức, ra sức thanh minh mình bị oan, hoan nữa còn bất chấp địa vị của cảnh ninh trong công ty, chất vấn cô ấy vì sao lại vu vạ cho mình, vì sao không tự nhận là sự thiếu trách nhiệm của bản thân, cảnh ninh cũng không có quá nhiều phản ứng. Cô ấy chỉ bình thản nhìn Julia và hỏi ngược lại, tôi có cần phải vu oan cho cô không? Khi trở về phòng làm việc, Julia hết lời kể khổ với Hạ chú, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Julia thề với Hạ chú rằng mình thật sự đã đi tìm Cảnh Ninh, hơn nữa lúc đó Cảnh Ninh còn thể hiện rằng mình đã biết rồi, nói sẽ thông báo tới tổng giám đốc Lục. Hạ chú vừa giải quyết email vừa nghe cho hết lời trần thuật khóc lóc của Julia và nói: "Yên tâm đi, chị tin những gì em nói là thật. Em bị thiệt là vì khi em đi tìm Cảnh Ninh không ai nhìn thấy." thế nên lúc chịu phạt chỉ có thể chịu đồng thời julia nghe xong như vớ được phao cứu sinh gần như tạ ơn hạ chú đã tin tưởng mình nhưng ngay sau đó lại lo lắng vậy tổng giám đốc liệu có thể tin em không hạ chú hiểu nỗi lo lắng của julia lục đông thâm là người đứng đầu công ty nếu để lại án tích trong lòng tổng giám đốc thì sau này còn tăng lương thăng chức thế nào được nên cô nói nếu tổng giám đốc lục nghi ngờ em thì với vị trí hiện giờ của em anh ấy hoàn toàn có thể cho em nghỉ việc. Julia cũng yên tâm hơn, nhưng sự ấm ức trong lòng thì không thể buông xuống được. Hạ chú giải quyết xong đống tài liệu trong tay rồi nói, "Đừng ủ rột nữa, tiền thưởng trừ của em chị sẽ bù lại cho em." Đây cũng là ý của Lục Đông Thâm, sau khi đưa ra lệnh xử phạt, anh đã gọi điện cho cô nói chuyện này. Cô hiểu sự bức bối của Julia, tuy cùng là trợ lý, nhưng tiền lương của cô ấy sao có thể so sánh với Cảnh Ninh? đãi ngộ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cảnh ninh không quan tâm, không có nghĩa là Julia cũng vậy. Julia vui phát điên, nhưng cũng lại cảm thấy ngại ngần. Như vậy không hay lắm thì phải. Tổng giám đốc phạt em, thì chứng tỏ anh ấy muốn gian đe em. Chị lại bù tiền thưởng cho em, để người khác biết người ta sẽ tưởng chị chống đối tổng giám đốc thì sao? Em mốc à? Hạ chú ể oải nói, chị là cấp trên trực tiếp của em, lấy đại một lý do nào đó để bù lại tiền thưởng cho em là được sao phải làm công khai julia nghe xong bèn gật đầu lia lịa sau đó lại hỏi một câu vì sao trợ lý cảnh phải phủ nhận chứ cô ấy thật sự vì quá bận công việc nên quên sao sau khi julia đi ra khỏi phòng câu hỏi ấy cũng xoay tròn trong đầu hạ chú julia là trợ lý của cô cô gái này bình thường tính tình ra sao cô là người hiểu rõ nhất không thể nào làm ra những chuyện lười biếng thế nên cô tin julia khi lục đông thâm gọi điện cho cô anh chỉ nói bảo cô lấy danh nghĩa khác để sau này bù tiền thưởng cho julia nhưng anh không nói rõ trong chuyện này rốt cuộc anh tin ai thế nên câu nói ban nãy của cô với julia cũng chỉ là phỏng đoán việc xử phạt của lục đông thâm trong mắt người ngoài là không một lỗ hổng là cách xử phạt trực tiếp nhất và lý trí nhất của người lãnh đạo nhưng hạ chú cảm thấy nếu cô tin rằng julia là vô tội thì chắc chắn là cảnh ninh đang nói dối thật sự như cô ấy nói vì công việc quá bận sao không thể nào nếu nói julia thật sự không tìm được cô ấy thì còn hợp lý vậy thì cô ấy muốn giữ chân lục đông thâm để mặc cho sự việc tại phủ thân vương phát triển rõ ràng là cũng không thể cảnh ninh thông minh như vậy có lẽ sẽ nghĩ được khi cô đợi không được lục đông thâm ở phủ thân vương chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc không để sự việc phát triển theo chiều hướng xấu thế nên làm việc này không có chút lợi ích nào với cô ấy cả vì sao vẫn cứ làm dĩ nhiên cô không thể tới thẳng trước mặt cảnh ninh để chất vấn chỉ đành nhịn xuống mang về tận nhà tối nay lục đông thâm về nhà rất muộn anh vừa vào cửa đã có mùi rượu không cần nói cũng biết anh vừa đi tiếp khách về nhưng nhìn là biết anh đã uống khá nhiều sắc mặt còn hơi nhợt nhạt có người uống rượu đỏ bừng mặt, lại có người càng uống càng trắng bạch. Lục Đông Thâm là kiểu thứ hai. Người uống vào trắng mặt dễ bị tổn thương nội tạng. Thế nên mỗi lần Lục Đông Thâm tiếp khách trở về, hạ chú lại đặc biệt pha cho anh một ít trà hoa thích hợp làm dịu gan. Trước kia cô khá lo lắng, sợ anh cứ tiếp khách như vậy sẽ quỵ mất. Nhưng về sau thì cũng yên tâm, Lục Đông Thâm là người uống rượu có điểm dừng, thường chỉ đến một mức độ nào đó rồi thôi thậm chí có rất nhiều lúc có thể từ chối là sẽ không uống. Nhưng giống như tối hôm nay thì đúng là khá hiếm gặp. Khi lục đông thâm thay xong quần áo ngủ ngồi dựa vào sofa, hạ chú cũng đã bê tách trà hoa đến. Anh cảm ơn một tiếng rồi ngồi thẳng lên uống trà. Hạ chú sống chung với anh lâu như vậy rồi, phát hiện anh thật sự là một người rất chú trọng hình thức, ví dụ như ngồi trên sofa, nếu là cô thường sẽ ngồi khoanh chân hoặc nằm nghiêng người nhưng anh thì không anh ngồi có tướng ngồi đứng có tướng đứng nhìn từ góc độ nào từng cử chỉ của anh cũng rất lịch thiệp đường hoàng thế nên rất nhiều lúc hạ chú cảm thán sống trong nhà giàu quả nhiên khác biệt từ nhỏ không biết phải chịu bao nhiêu trận đòn mới rèn rũa được những thói quen tốt này hạ chú nói với lục đông thâm nghi vấn mình đã nhịn suốt cả ngày cũng không biết là lục đông thâm mệt thật hay không muốn nhắc đến chuyện này anh đặt tách trà xuống giơ tay dây hai bên thái dương rồi nói chuyện này cứ tạm như vậy đi nên phạt cũng đã phạt rồi chuyện nhỏ này đích thực không đáng để anh bận tâm dù sao cũng chưa gây ra tội lớn hạ chú cũng biết điều im lặng thấy anh quả thực rất khó chịu cô bèn đỡ anh nằm xuống để đầu anh gối lên đùi mùi rồi dây thái dương cho anh lục đông thâm nhắm mắt lại có lẽ đã thoải mái hơn nhiều đầu mày anh cũng giãn ra anh uống với ai mà liều mạng quá vậy? Lục Đông thâm hưởng thụ sự phục vụ từ những ngón tay cô, cất giọng trầm trầm lười biếng, không liều mạng không được, nhiều tôn kéo một số lãnh đạo trong thành phố tới, uống rượu với họ sao có thể đối phó được, tương đương hết chương 293 tương đương. Vừa nghe xong câu ấy, hạ chú liền ngạc nhiên, dừng động tác lại, hiếm có thật, anh với nhiều tôn lại có thể ngồi xuống uống rượu. Nếu không nể tình còn chuyện dự án, em nghĩ anh thèm quan tâm tới cậu ta à lục đông thâm kéo tay cô lại tỏ ý bảo cô cứ tiếp tục chuyện thai quốc cường chết trong phủ thân vương giấu được người bên ngoài chứ không giấu được lãnh đạo thành phố cũng phải có một lời với họ như vậy thì chủ động thừa nhận và sau này bị điều tra ra tính chất sẽ khác nhau hạ chú hiểu những gì anh nói chỉ là đau lòng cho anh mấy lãnh đạo thành phố là ai cơ chứ toàn là những người rượu trẻ đã qua bình thường trong các buổi tiếp khách lục đông thâm có thể làm gì tùy ý đó đều là khi anh mang thân phận người hợp tác đầy ưu thế nhận dự án phủ thân vương này thân phận doanh nhân của anh rõ ràng sẽ chịu thiệt nhất là ở trên bàn rượu không uống tử tế sao được nhiều tôn đau cứ ngồi nhìn anh uống lục đông thâm phì cười thành tiếng trông cậy vào cậu ta đỡ rượu ư em quen biết cậu ta đâu phải ngày một ngày hai cảm ấy tiểu lượng của cậu ta có khá không Hạ chú ngạc nhiên, cũng tạm mà, bình thường bác nhiêu quản lý anh ấy, không cho anh ấy uống, em cũng chưa thấy anh ấy say bao giờ, nhưng chắc chắn tử lượng không bằng em. Ai so được với em? Nếu uống nghiêm túc ra, anh cũng chưa chắc là đối thủ của em. Lục đông thâm gác chân lên tay vịn sofa, thoải mái hơn không ít, cậu ta đã uống đến lảo đảo, suýt nữa thì gục ra bàn. Nếu lúc đó không có anh đỡ rượu cho nhiêu tôn, chắc tối nay nhiêu tôn cũng chết ở đó. Hạ chú ngẩn người rất lâu, sau đó không nhịn được, phì cười thành tiếng. Cô thật sự tò mò hình ảnh nhiêu tôn say ngất trên bàn. Nếu để mấy phóng viên chụp được đăng lên mạng thì hình tượng thái tử gia côn ngầu mà anh ấy khổ công xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Há chẳng phải sẽ tức đến chúng gió sao? Lãnh đạo thành phố sau khi biết chuyện này đã nói gì? Người chết lớn nhất, họ cũng chẳng tiện nói gì. Lục Đông Thâm nói chỉ cần chuyện này không ồn ào thì sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ của dự án họ cũng sẽ không có ý kiến gì bữa tiệc rượu hôm nay chẳng qua là như tôn muốn mời để thể hiện thái độ của bọn anh mà thôi hạ chú gật đầu lần này thai tử tân cũng khá hợp tác trường thịnh trước mắt đang loạn cào cào thai tử tân cũng không muốn loạn càng thêm loạn giọng nói của lục đông thâm vì đã uống rượu vào mà nghe càng thêm gợi cảm nghe nói khi còn sống Thai Quốc Cường đã sửa di chúc, chắc trên dưới nhà họ thai đang bận rộn việc này chăng? Hạ chú giật mình, sửa di chúc. Liên quan đến việc phân chia tài sản, một mặt thôi, Lục Đông Thâm nói, mặt khác hình như còn liên quan. Đến việc mai táng, có lẽ là ông ta muốn được chôn chung với mẹ của Nguyễn Kỳ. Thai Quốc Cường bỗng dưng xuất hiện một cô con gái, việc phân chia lại tài sản là hoàn toàn bình thường. Còn về vấn đề mai táng, không ngờ thai quốc cường cũng thật sự có dự định này trước kia hạ chú đã nghĩ thai quốc cường có thể khắc lên cây dòng chữ đó thì cũng có nghĩa ông ta đã hạ quyết tâm phải cùng nguyễn anh chết chung một huyệt còn cái nhà họ thai đều không phải dạng vừa tạm thời chưa nói đến việc liệu nhà họ thai có giữ đúng di trúc chia cho nguyễn kỳ phần của cô ấy hay không riêng việc hợp táng đã rất khó khăn rồi hạ chú lo lắng cộng thêm việc vợ chính thức của người ta còn đang sống tuy đã bị tuyên án tù giám. Lục đông thâm, ừm, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan lợi ích gì tới anh, anh chẳng qua chỉ nhắc đại một câu như vậy. Nhưng hạ chú thì để tâm, dẫu sao chuyện này cũng dính líu tới Nguyễn Kỳ. Tuy rằng cô và Nguyễn Kỳ chưa được tính là bạn bè, nhưng gọi là có quen biết. Hơn nữa trên người Nguyễn Kỳ, cô luôn nhìn thấy một bóng hình cô độc, giống như nhìn thấy chính mình trước kia cô áp mặt xuống hỏi lục đông thâm do thám hỏi vậy anh cảm thấy nguyễn kỳ có thể được như ý nguyện không lục đông thâm vẫn nhắm nghiền mắt em cũng nói đấy thôi còn cái nhà họ thai không phải dạng vừa vậy cũng nên tôn trọng di trúc của người chết chứ hạ chú không thoải mái trong lòng tôn trọng thế nào lục đông thâm nói cũng phải thống nhất được ý kiến của cả ba người mới được hạ chú buông một tiếng thở dài nép mặt u sầu. Lục Đông Thâm mở mắt ra, cười khẽ, "Em làm sao vậy?" "Có liên quan đến em sao?" Cô buồn bã đáp, "Chỉ là em cảm thấy cuộc tranh đấu lòng người quá mệt mỏi." Lục Đông Thâm giơ tay kéo cánh tay cô rồi kéo cả người cô nằm bò lên người mình. Sau đó anh với lấy gối ôm đặt sau gáy, vòng tay qua eo cô, cười nói, "Anh chưa bao giờ bắt em sống những tháng này tranh đấu lòng người, thế nên cứ yên tâm làm bà Lục đi, việc này không mệt sao chuyện gì rồi cũng vòng vèo tới người anh thế hạ chú đánh anh một cái lục đông thâm cười xấu xa chẳng phải bây giờ em đang ở trên người anh sao hạ chú cảm nhận được sự dục dịch của anh biết cũng chẳng moi được tin tức gì hữu ích từ miệng anh cô đang định rút thì bị lục đông thâm kịp thời giữ lại anh cười bà lục định làm gì đấy trăng đen gió lạnh là đêm hay có án mạng hình như em ngửi thấy mùi nguy hiểm hạ chú nói Lục đông thâm giơ tay véo nhẹ cầm cô, mùi nước rửa tay sạch sẽ xen lẫn mùi rượu thoang thoảng. Nhưng đôi mắt anh vẫn hơi ngà ngà, lúc mỉm cười như ẩn chứa cả trăng sao, cực kỳ phong tình, cũng cực kỳ gợi cảm. Quyến rũ, anh nói, xinh đẹp thế này, chỉ thích hợp cưỡng bức, không thích hợp giết chết. Lục đông thâm, uống chút rượu vào đừng có ngạo mạn. Ngạo mạn thì sao? Lục đông thâm cười, bổn thiếu gia chính là muốn xử em hạ chú cúi xuống cắn đầu ngón tay anh con dao phần lan của em dạo rảnh lắm đó một giây sau lục đông thâm ôm cô lật người đè thẳng cô xuống bàn tay lớn vòng từ má ra sau gáy cô anh áp mặt xuống mùi rượu hòa cùng mùi hương cơ thể và hơi thở nóng dẫy phả vào tai cô anh khẽ cười em cắn nhầm chỗ rồi hạ chú lập tức hiểu ra đỏ bừng mặt cô ngẩng lên chạm phải ánh mắt anh cuồn cuộn như sóng cả dưới bầu trời đêm, sâu xa mê hoặc, trái tim lập tức đập rộn ràng. Thấy anh áp môi xuống, cô lập tức giữ mặt anh lại, tối nay không được. Vì sao, anh uống rượu rồi? Vậy anh đi dội nước, lục đông thâm hiểu nhầm là cô không chịu được mùi rượu. Hạ chú đẩy anh ra một chút, tận dụng khoảng trống trườn ra, thoát khỏi sofa, rồi nhe răng với anh. Anh uống chút rượu vào là không biết nặng nhẹ em muốn ngủ một giấc yên ổn vậy nhé gặp lại sau bình thường không uống rượu còn đỡ khi nổi hứng lên anh vẫn quan tâm tới cô nhưng ngấm chút hơi men vào thì khác lần nào anh cũng hành hạ cô không hề nhẹ hôm nay rõ ràng anh uống nhiều hơn mọi lần một chút há chẳng phải sẽ đưa cô vào chỗ chết từ ánh mắt anh cô lại nhớ tới con sói vương từng xuất hiện trên núi kỳ thần dục vọng lộ liễu đó khiến người ta không rét mà run Cô phải bảo vệ mình, không muốn mất mạng khi đang ở độ tuổi rực rỡ. Cô vừa định rút khỏi khu vực địa giới nguy hiểm thì Lục Đông Thâm cũng đứng lên, uể oải đi theo phía sau cô. Hạ chú cảnh giác, vội vàng lao lên gác. Anh chân dài tay dài, mới vài bước đã tóm gọn cô vào lòng, rồi lập tức bế bổng cô lên, "Yên tâm, anh bảo đảm tối nay em nằm mơ cũng không được." Sao 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 khi Newton được Cao Toàn dìu về nhà, Nguyễn Kỳ vẫn chưa ngủ thấy Nhiêu Tôn gần như say nát, cô vô cùng kinh ngạc. Cao Toàn nói cho Nguyễn Kỳ biết tối nay Nhiêu Tôn tiếp khách, Nguyễn Kỳ cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nhiêu Tôn uống nhiều như vậy. Bình thường cũng chỉ có anh tự về một mình, hôm nay say rượu nên bên cạnh có thêm một Cao Toàn, có thể nhận ra Nhiêu Tôn rất tin tưởng anh ấy. Cô biết Cao Toàn, trên danh nghĩa là trợ lý của Nhiêu Tôn, nhưng thực ra là vệ sĩ đắc lực một người đánh được 10 người, đã theo Nhiêu Tôn nhiều năm rồi. Sau khi Cao Toàn đi khỏi, Nguyễn Kỳ tay chống hông đứng trước sofa, nhìn người đàn ông đang nằm bẹp trên đó. Rất lâu sau, cô giơ hai tay lên, cào thật mạnh tóc. Vốn dĩ cô đang mất ngủ vì cả đống chuyện đau đầu, bây giờ còn phải chăm sóc một người say nữa. Ngẫm. Nghĩ một chút, cô quay người đi vào bếp. Khi đi ra, trong tay cô có thêm một chiếc bát, bên trong là loại canh đen xì, tỏa ra một mùi hương không dễ ngửi. Không nóng lắm vì lúc nãy cô đã dùng quạt làm nguội qua. Cô đi tới trước mặt Nhiêu Tôn, dựng anh ngồi dậy, rồi đưa chiếc bát tới bên miệng anh. Nhiều Tôn choáng váng uống một ngụm, ngay sau đó nhổ luôn ra ngoài, lèm bèm quát lên, xít. Cái, quỷ gì thế này, đắng, Nguyễn Kỳ cúi đầu nhìn bộ quần áo đã bị anh phun bẩn, cắn môi, không nói năng gì lập tức dùng sức mạnh, cậy miệng anh ra, đổ cả bát canh đen xì vào. Nhiều tôn bị ép uống hết nửa bát, còn lại một chút cũng rơi cả lên người. Anh đẩy Nguyễn Kỳ ra trước, chiếc bát theo đó rơi xuống thảm. Cô, cho tôi uống cái gì thế? Muốn hại tiểu gia phải không? Nhiều tôn loạn trọn đứng lên, cơ thể cao lớn lào đảo dự dội. Anh nhìn cô gái trước mặt, ngón tay chỉ vào chỗ khác, sau đó lại quay một vòng không vững vàng, ơ. Ờ, chỗ này nhìn quen quen nhì đồ ma men nguyễn kỳ tiến lên túm lấy nhiêu tôn ra sức kéo anh vào trong phòng tắm người say rượu không ổn định gần như dọc đường va hết thứ nó đến thứ kia mới vào được đến nơi khó khăn lăm nhiêu tôn mới đứng vững được cuối cùng mới nhìn thấy người trước mặt cười hì hì ôm lấy cổ cô khuôn mặt bắn nhắn sao tôi lại nhìn thấy một mỹ nhân nhỉ nguyễn kỳ không nuông chiều anh giơ tay đẩy anh xuống bồn tắm đau đến nỗi anh nhe răng ra anh đang định gào lên thì ngay lập tức vòi hoa sen đã tuôn từ trên đầu xuống thẳng thừng xả nước lạnh làm cho nhiêu tôn giật nảy mình cả người gần như nhảy dựng lên nhưng do cơ thể không vững nên một lần nữa ngã ngồi xuống bồn tắm vòi hoa sen trên đỉnh đầu xả bốn mặt được nguyễn kỳ mở ra toàn bộ nước lạnh khiến nhiêu tôn chửi thề liên tục nguyễn kỳ không đoái hoài tới anh quay người đi ra khỏi phòng tắm Tương đương hết chương 294 tương đương